Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội năm 2023, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội HPA phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã tổ chức chương trình Festival nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023 và trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP, sinh vật cảnh, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, văn hóa du lịch, ẩm thực tiêu biểu trên địa bàn huyện Sóc Sơn từ ngày 28 tháng 9 năm 2023 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023. Với mong muốn tạo tác những sản phẩm nghệ thuật mới lạ, độc đáo, bà Nguyễn Thị Vân, giáo viên dạy mầm non ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, đã mày mò tìm hiểu làm ra những bức tranh từ gạo. Niềm đam mê, tình yêu nghệ thuật cùng đôi bàn tay khéo léo của bà đã thổi hồn vào từng hạt gạo, tạo nên những tác phẩm độc đáo, tinh xảo. Năm 2016, bà Vân cùng chồng mở xưởng sản xuất và chính thức đưa sản phẩm tranh gạo ra thị trường. Một mẻ gạo rang nhanh nhất là 30 phút sẽ cho màu trắng ngả vàng. Để có màu nâu đen, gạo phải được rang từ 5 đến 6 giờ. Mày mò, đúc rút kinh nghiệm qua những mẻ gạo rang, bà đã tạo được 42 màu sắc khác nhau. Hiện nay mỗi tháng, xưởng tranh gạo của bà sản xuất từ 170 đến 200 bức tranh lớn nhỏ, chủ yếu về đề tài phong cảnh quê hương, danh lam thắng cảnh nổi tiếng hoặc chữ thư pháp, đã có mặt tại nhiều gia đình, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Năm 2021, 4 sản phẩm tranh gạo dự thi đánh giá phân hạng chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội đã được đánh giá cao. Bà Vân mong muốn qua các chương trình festival như thế này sẽ là cơ hội để tranh của mình được nhận diện và quảng bá đến du khách, người tiêu dùng trên cả nước. Hôm nay có dịp trưng bày sản phẩm nông sản của Sóc Sơn Festival 2023-2024 thì tôi cũng mang rất là nhiều những sản phẩm và cũng rất là đa dạng. Những sản phẩm tranh gạo làm từ hạt gạo, tranh gạo rang và tranh gạo màu. Những cái hạt gạo là rang để tạo màu lên để thành những bức tranh, như là tranh phong cảnh, tranh thư pháp, tranh chân dung, để mà trưng bày sản phẩm nhân cái dịp festival của huyện Sóc Sơn tổ chức hoành tráng như thế này ấy, thì tôi cảm thấy nó rất ý nghĩa, đặc biệt là đối với các cái cơ sở cũng như là các doanh nghiệp, để mà xúc tiến quảng bá được cái thương hiệu sản phẩm của mình và được rất nhiều các cái quan khách biết đến cái sản phẩm tranh gạo của huyện Sóc Sơn. Kỳ vọng của tôi có rất nhiều mong muốn là được kết nối các cái sản phẩm của mình đến trong nước cũng như là quốc tế và được nhiều các cái tổ chức, cơ quan tổ chức biết đến để mà quan tâm để ý đến những cái món hàng của sản phẩm tranh gạo để làm quà biếu, quà tặng, nó rất là độc đáo. Huyện Sóc Sơn là địa phương nằm tiếp giáp vùng núi Tam Đảo, có nhiều lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng, giúp phát triển đa dạng các loại cây nông nghiệp, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như trà hoa vàng, phúc bồn tử, cà gai leo và hàng chục trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến nay, huyện Sóc Sơn đã có trên 100 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 4 sao, đã được giới thiệu thông qua các hội chợ, được người tiêu dùng tin tưởng. Đây cũng là cơ hội để chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn quảng bá các tiềm năng về nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch văn hóa truyền thống của địa phương. Hôm nay Diệu Lễ Sóc Sơn tham gia cái triển lãm festival thì phần đông hồi trước giờ thì Diệu Lễ Sóc Sơn là cái chính là phát triển nghề trà hoa vàng Acoda, làm nghiên cứu hóa dược bài bản và có công bố quốc tế cũng như sở hữu trí tuệ về sáng chế. Ngoài ra thì mình còn kết hợp với giống nghiên cứu Viện Hàn Lâm làm rất nhiều sản phẩm để là nghiên cứu sáng chế đưa dược liệu vào cuộc sống. Và các sản phẩm hôm nay trưng bày là chỉ giới thiệu đến một số sản phẩm là đã được nghiên cứu ở Dược liệu Sóc Sơn, bán sáng chế có và trà hoa vàng là sản phẩm đặc hữu của Dược liệu Sóc Sơn. Khi tham gia sản phẩm thứ nhất là giới thiệu được cho mọi người cái nông nghiệp sản phẩm mới của địa phương mà hướng phát triển về khoa học công nghệ cao. Thứ hai nữa là cũng một hình thức để xúc tiến thương mại, giới thiệu với nhau, giao lưu với bạn bè các nơi để là hiểu biết thêm về nhiều sản phẩm ở nơi, cũng là cơ hội để cho Dược liệu Sóc Sơn học hỏi. Đây là những cơ hội cho người sản xuất cũng như cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương. Và một cái hay nữa là được giao lưu, được biết đến nhau cũng qua những, giống như lúc nãy bạn chia sẻ là rất nhiều người cũng không biết đến như Sóc Sơn có những sản phẩm như thế này. Tại vì nói chung là trên cái mảnh đất Sóc Sơn là cây mà phát triển tốt nhất và cho quả dược tốt nhất và cũng làm được rất là nhiều cái dược liệu. Tức là dược liệu không phải chỉ là thuốc không, mà người ta còn đưa đến là trong cái đưa vào cái tiêu dùng hàng ngày hoặc là uống để bảo vệ sức khỏe hoặc làm thực phẩm, chứ không riêng là để khi bệnh mới dùng dược liệu. Cho nên cũng là một cái cơ hội để mọi người có thể tận dụng hoặc
trên địa phương mình, và có thể liên kết với hợp tác xã để trồng mở rộng thêm cũng là cơ hội để làm kinh tế, nhưng ngược lại là cũng để cho doanh nghiệp cũng có thể là được mở rộng cái sản phẩm ra, và có thể khi đó trong những sản phẩm ở đây cũng sẽ có những sản phẩm nó biến thành sản phẩm thương mại. Với điều kiện của Sóc Sơn, với cái địa thế của Sóc Sơn là vùng bán sơn địa, và đặc biệt là phía cuối của dãy Tam Đảo nối với đồng bằng sông Hồng thì rất có điều kiện để phát triển về thế mạnh về du lịch cũng như là thế mạnh về phát triển nông nghiệp các cái sản phẩm. Trong thời gian vừa qua thì cũng thực hiện cái chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, thì huyện Sóc Sơn cũng đã có cái chỉ đạo rất là rõ đối với cả các cái xã và các cái chủ thể. Chúng tôi cũng có cái hỗ trợ cho các cái chủ thể để thực hiện cái việc là hoàn thành các cái thủ tục liên quan đến đăng ký và được công nhận các cái sản phẩm OCOP. Thế và trong thời gian vừa qua thì cũng có hơn 100 cái sản phẩm OCOP đã được công nhận từ cái tiêu chuẩn 3 đến 4 sao. Với quy mô khoảng 160 gian hàng và các không gian quảng bá, trên 1.500 dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, OCOP tiêu biểu của huyện Sóc Sơn, của thành phố Hà Nội và 23 tỉnh, thành phố trong cả nước đã được trưng bày giới thiệu tại sự kiện. Các sản phẩm được trưng bày và giới thiệu tại festival là những sản phẩm nông sản đặc sản địa phương, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP được chứng nhận, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc đầy đủ, cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống. Chương trình được kỳ vọng là cơ hội để các đơn vị tham gia quảng bá sâu rộng thương hiệu, sản phẩm, mô hình nông nghiệp, gắn kết du lịch sinh thái đến khách tham quan, người tiêu dùng thủ đô. Qua đó góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn làng nghề truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm OCOP gắn với du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn không gian cộng đồng làng quê, truyền thống văn hóa du lịch và các sản vật có nguồn gốc thiên nhiên. Đồng thời là cơ hội giới thiệu quảng bá các sản phẩm truyền thống lâu đời cũng như các sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao. Chúng tôi là cũng mong muốn là để làm sao cái đời sống kinh tế của người dân tăng thu nhập bằng chính cái nghề truyền thống của làng mình. Bởi vì là có rất từ lâu rồi. Thế nhưng mà cái chính là cái thị trường của chúng tôi trước đây rất là rộng. Thế nhưng bánh làm ra thì tiêu thụ, làm ra lâu tiêu thụ hết đến đấy. Thế nhưng ngược lại không có thương hiệu gì. Chính vì thế chúng tôi là đang làm xây dựng cái thương hiệu. Vừa rồi thì là được tất cả những cái chứng nhận mà để cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm này. Thế rồi là những cái điều kiện để mà chúng tôi dự thi OCOP thì cái này là trong tháng 9. Thế nhưng mà là cái này có kế hoạch rồi, thế nhưng mà chưa thấy là thi OCOP. Đấy, thì cái sản phẩm của chúng tôi là mong muốn tới đây là cũng thông qua hội chợ như thế này. Tất cả các hội chợ ở trên địa bàn của thành phố là chúng tôi cũng muốn tham gia. Và cái thứ hai nữa là để đẩy mạnh, tức là liên kết quảng bá cái sản phẩm của mình không những ở thành phố Hà Nội mà các tỉnh thành lân cận nữa. Đây là cái mong muốn để làm sao đấy là đưa cái đời sống của bà con lên chính bằng cái nghề sản xuất bánh đàn em như thế này. Đây là cái sản phẩm của làng nghề. Chúng tôi là đại diện của làng nghề hợp tác xã Giò Chả Ước Lễ. Chúng tôi mang được các nông sản và các sản phẩm đặc trưng của vùng miền đến để giới thiệu tới người dân Sóc Sơn. Từng vùng miền nó có những cái nét đặc thù riêng và những món đặc sản, món ăn và hương vị khác nhau. Chúng tôi sẽ mang những cái món truyền thống nhất, ví dụ như là các loại về giò chả thì thường có giò lụa, chả lụa, và ngoài đấy là chúng tôi có thêm các món chả sụn, thịt nướng than hoa, chả cốm, chả ốc, chả bò, còn một số món đặc trưng khác. Nhưng mà đặc thù bên tôi có thêm đấy là bánh cuốn Thanh Trì, thì nó là những cái món ăn truyền thống của làng nghề nhưng mà nó cũng khá là nổi tiếng. Đến với hội chợ nông sản năm 2023 của Hà Nội thì chúng tôi mang đến sản phẩm mới, đó là từ những bông hoa tươi được chọn lọc kỹ lưỡng và sau đó xử lý qua công nghệ khô, giữ nguyên form dáng màu sắc và thời hạn nó có thể lên đến 10 năm và 20 năm ạ. Để làm ra được những sản phẩm như thế này thì đòi hỏi là người công nhân phải làm bằng thủ công 100% ạ. Và cần độ tỉ mỉ, khéo léo để làm ra được những bông hoa như vậy. Đối với sản phẩm này thì hiện tại bây giờ thì cũng đang được thị trường đón nhận rất là nhiều ạ. Và cũng được phản ánh về chất lượng sản phẩm rất là tốt ạ. Đặc biệt toàn bộ không gian festival được thiết kế đẹp mắt, dàn dựng hoàn toàn trong không gian mở với nhiều mô hình tiểu cảnh nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu,
gắn kết du lịch nông nghiệp mang đậm dấu ấn địa phương để thu hút khách đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động trong thời gian diễn ra festival. Trong các ngày diễn ra festival, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn còn tổ chức một chương trình đặc sắc trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, lễ hội gióng đền Sóc Sóc Sơn vùng sáng tâm linh. Bên cạnh đó còn trình chiếu giới thiệu về toàn bộ các quy hoạch phát triển của huyện. Ngoài ra nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thu hút khách tham quan như hội thi nấu cơm dân gian và trải nghiệm nấu cơm niêu, muối dưa cà, chương trình múa lân, ca hát dân vũ đêm trung thu, trình diễn sao chè đặc sản, chương trình ca nhạc tuổi trẻ. Đây cũng là cơ hội để chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn quảng bá các tiềm năng về nông nghiệp, sản phẩm ô cốp, sản phẩm du lịch, văn hóa truyền thống của địa phương được đông đảo người dân đón nhận. Mình nghĩ là một cái chương trình festival như thế này rất là bổ ích đối với người dân của Sóc Sơn, bởi vì là người ta được biết đến những cái sản phẩm như là sản phẩm về dược liệu, ví dụ như thế này. Các cái sản phẩm này là mình trước nay mình cũng chưa được biết đến, mà hiện nay là mình như này đến là mình cũng có thể tiếp cận được các cái sản phẩm này, là mình dùng, tức là mình không, nó không có hóa chất, tức là mình biết được nhiều cái sản phẩm đấy, là mình cũng đi tham quan mấy gian hàng này nữa, là mình cũng thấy nó rất là đa dạng mà trước đây mình ở đây là mình chưa biết được. Giờ nhờ cái festival này là mình thấy được là nhiều cái mặt hàng của Sóc Sơn mà mình nghĩ là có thể mang đến cái du lịch phát triển cho Sóc Sơn, quảng bá được cái sản phẩm này đến cho những người tiêu dùng. Nói chung là sản phẩm ngày hôm nay là rất là đa dạng, những cái thứ mà nó là mình là cũng lần đầu nhìn thấy, vẫn đang muốn khám phá xem là nông sản như nào, mình cũng được mà mang cái tầm mắt và sao là cũng muốn mua một số cái về dùng thử xem nó làm sao. Tất nhiên là rất muốn là có nhiều cái hoạt động như thế này để sao cho bà con được giao lưu cái sản phẩm này, sao cho đa dạng hóa vùng miền. Được cái sự quan tâm của thành phố như là hỗ trợ của trung tâm xúc tiến đầu tư của thành phố thì huyện Sóc Sơn cũng đã phối hợp để tổ chức cái festival nông sản lần thứ hai của Hà Nội tại địa bàn huyện Sóc Sơn. Đây cũng là một cái điều kiện mà một cái cơ hội rất lớn cho người nông dân của huyện Sóc Sơn trong cái việc quảng bá cái sản phẩm nông sản trên địa bàn ra để đem lại cái lợi ích kinh tế cao cho trên địa bàn huyện cũng như là cho các cái hộ gia đình. Đấy thì cái này cũng là rất là tốt. Festival nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023 và trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp, sinh vật cảnh, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, văn hóa du lịch ẩm thực tiêu biểu trên địa bàn huyện Sóc Sơn nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023 là sự kiện xúc tiến thương mại nông nghiệp quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức chương trình Festival nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023 đã được tổ chức thành công tại huyện Đông Anh nhân dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Tại huyện Ba Vì từ ngày mùng 6 đến mùng 9 tháng 7 năm 2023, huyện Ứng Hòa ngày 21 đến 25 tháng 7 năm 2023 và sẽ tiếp tục diễn ra tại huyện Đan Phượng trong tháng 11 năm 2023 tới đây. Đưa các hoạt động quảng bá xúc tiến về các địa phương gắn với làng nghề, du lịch là chủ trương của thành phố được HPA hiện thực hóa trong thời gian qua. Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thì bên cạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua các hoạt động hỗ trợ tại chỗ hoặc là tổ chức các cái hoạt động xúc tiến đầu tư tại các tỉnh, thành phố và các nước thì chúng tôi tập trung từ nay đến cuối năm tổ chức nhiều hoạt động mang tính chất gắn kết, không chỉ có thương mại riêng, không chỉ có nông nghiệp riêng hay du lịch riêng mà tất cả các sự kiện đều có sự gắn kết giữa đầu tư, thương mại, du lịch. Ví dụ như tuần lễ hàng nông sản, sản phẩm ô cốp tại thủ đô Hà Nội vừa tổ chức ấy, thì bên cạnh việc xúc tiến thương mại thì chúng tôi đều tổ chức hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu về con người, về nét đẹp, về văn hóa của thủ đô thông qua các video clip, thông qua các hình ảnh và thông qua các nội dung tuyên truyền của trung tâm. Thì từ nay cuối năm chúng tôi tập trung nhiều vào các hoạt động nó mang tính chất gắn kết cả đầu tư, cả thương mại, cả du lịch. Trên cơ sở đó thì sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến nói chung của thành phố và các cái mảng, các lĩnh vực đều được quan tâm, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến. Thì mong muốn chúng tôi là trên cơ sở hoạt động tổng hợp đó thì sẽ góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cái giá trị cho các doanh nghiệp nói riêng và trong cái giá trị về mặt kinh tế của thành phố nói chung. Theo số liệu tổng hợp của ban tổ chức đã có khoảng 30.000 lượt khách tham quan mua sắm, giao dịch trong những ngày diễn ra chương trình với tổng doanh thu các đơn vị ước đạt gần 4 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ việc quảng bá kết nối tiêu thụ sinh vật cảnh đạt gần 2 tỷ đồng.